Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản. Đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị. Hiện nay, diện tích trồng nhãn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là khoảng 4.600 ha, cho sản lượng hàng năm đạt trên 46.000 tấn. Toàn tỉnh có hai vùng trồng nhãn được cấp mã số xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản thuộc địa bàn thành phố Hưng Yên với diện tích là 27,2 ha, sản lượng ước tính 350 tấn. Nhãn Hưng Yên đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học Công nghệ cấp chỉ dẫn địa lý và xuất khẩu tới một số quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Australia, nhằm tiếp tục điểm mạnh các hoạt động kết nối, xúc tiến đưa nhãn lồng Hưng Yên và các sản phẩm chế biến từ nhãn xuất khẩu ra thị trường quốc tế, nhất là những thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt đề án xúc tiến thương mại xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản giai đoạn 2021-2025. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan thực hiện tốt công tác hỗ trợ cải thiện hệ thống sản xuất, quản lý tốt quy trình sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo sản xuất an toàn đáp ứng các quy định của Nhật Bản về dư lượng chất cấm, quy cách đóng gói thương hiệu mẫu mã, mã số vùng trồng, bảo quản theo công nghệ lạnh, vận chuyển đúng quy cách để có thể xuất khẩu quả nhãn và sản phẩm từ nhãn sang thị trường Nhật Bản. Triển khai nhiều biện pháp quảng bá sản phẩm nhãn đặc sản của Hưng Yên tới người tiêu dùng, doanh nghiệp tại thị trường Nhật Bản. Sẵn sàng tư vấn, giới thiệu để khách hàng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, yên tâm về chất lượng sản phẩm nhãn lồng Hưng Yên. Hội nghị kết nối xuất khẩu nhãn và các sản phẩm chế biến từ nhãn sang thị trường Nhật Bản năm 2023 là bước khởi đầu cho hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, nhà vườn trồng nhãn Hưng Yên với các doanh nghiệp thương nhân có nhiều kinh nghiệm uy tín tại thị trường Nhật Bản. Muốn nâng cao cái giá trị xuất khẩu ấy, thì chúng ta phải có một cái bộ sản phẩm, chứ không phải chúng ta chỉ tập trung vào quả tươi, nó chỉ là một sản phẩm và một cái SKU thôi. Nhãn đã qua chế biến ấy, thì nó cũng không cần phải là cái nhãn có mẫu mã quá đẹp, mà vì chúng tôi chỉ lấy cùi không, nên cứ chất lượng cùi tốt là được, thì nó cũng sẽ nâng cao cái giá trị của sản phẩm lên. Bởi vì cái sản phẩm bình thường mọi người phải loại đi, bây giờ bán được thì đấy là thêm lợi nhuận.